Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục bản tin hôm nay của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ cập nhật được cho mình những thông tin hữu ích nhất. Đừng quên nhấn like để ủng hộ cho chúng tôi và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào quý vị nha. Sau đây là những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khánh Vân tiết lộ mũi trưởng Long là chú bé khóc nhà, gọi điện khóc lóc trong ngày dàn nữ chiến binh xuất ngủ. Kết thúc sau nhập ngủ, Khánh Vân đã có bài đăng dài chia sẻ cảm xúc về hành trình 7 ngày sống trong môi trường quân đội. Trà Long khẳng định mình mất nhiều hơn được, không còn là cô gái bánh bèo, mất trước mà đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, bắt đầu ngủ sớm cũng như trở nên ngăn nắp hơn. Dù bị lập nhóm anh ti tấn công nhưng nhận lại được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ. Trong bài đăng dài tất nhiên không thể thiếu những dòng cảm nghĩ của Khánh Vân về chị em thứ 12 Mũi Trưởng Long. Nữ diễn viên mắt biết chia sẻ, ngày cuối cùng tôi đã đập nó một trận vì ngoài nuốt nước mắt nuốt giận, nuốt đắng cay, tôi còn phải nuốt kem đánh răng vào buổi sáng, chạy sập mặt, té khói, dập mặt không biết bao nhiêu lần, bông gân tay cũng tại nó, thậm chí đến giờ nghe tiếng còi vẫn còn bị ám ảnh giật thót tim. Thế nên, thật may vì mọi người không đẩy thuyền tôi với nó, chứ không tôi lại tức mà chết. Khánh Vân còn gọi mũi trưởng Long là chú bé khóc nhà, tiết lộ. Ngày tuổi tôi sức ngủ, đang trên đường về nhà, chú bé này đã gọi điện thoại cho tôi và khóc rất nhiều. Khi bị Khánh Vân và Hậu Hoàng hờn giỏi vì quát quá nhiều, mỗi trưởng Long cho biết vì đang thực hiện nhiệm vụ nên phải nghiêm khắc, chứ những lúc quát mọi người cũng rất sót. Khánh Vân cũng hứa với các fan sẽ có một album riêng về những khoảnh khắc hú hồn của mỗi trưởng Long. Những câu chuyện thú vị đằng sau hậu trường sau nhập ngủ cũng được Khánh Vân kể chi tiết qua loạt ảnh trong bài đăng khiến fan vô cùng thích thú. Trước thời điểm mỗi trưởng Long xác nhận ly hôn vợ và có con, Hậu Hoàng có động thái gây sốt. Tối ngày 17 tháng 3, mạng xã hội như nổ tung với bài đăng xác nhận đã có vợ, ly hôn vợ và nuôi dưỡng cậu con trai 4 tuổi của mũi trưởng sau nhập ngũ, Nguyễn Việt Long. Lý do khiến anh buộc phải chia sẻ về chuyện đời tư là bởi đã có quá nhiều netizen soi mói, công kích những vấn đề của cá nhân anh và những người xung quanh anh. Điều đó khiến mũi trưởng Long không thật sự thoải mái, vì vậy anh chọn một lần nói hết rồi thôi. Trước thời điểm mỗi trưởng Long công khai việc ly hôn và có con, Hậu Hoàng, người bạn đồng chí được đẩy thuyền cực mạnh với anh đã có động thái gây bão trên mạng xã hội. Cụ thể, cô nàng đăng tải clip TikTok đặc biệt với sự tham gia của dàn chiến sĩ cũ của mỗi trưởng Long. Video này được quay vào ngày 16 tháng 3 khi nữ YouTuber và Khánh Vân bất ngờ bắt xe ghé thăm đơn vị do quá nhớ các đồng chí. Trong clip, mọi người đều rất thoải mái, vui vẻ dù đã xa nhau cũng được vài tháng. Biểu cảm nhăn nhó nhưng vô cùng đáng yêu của mũi trưởng Long, cùng sự diễn sâu của Hậu Hoàng cũng được nhiều người chú ý đến. Trong sau nhập ngũ năm 2020, Thuyền Long và Hậu là một trong những chiếm hạm được ship nhiều nhất, tương tác giữa cả hai tự nhiên, chân thành, không cố gắng tạo lớp like câu view. Nhưng chính điều đó lại khiến khán giả càng yêu mến cặp đôi hơn. Được biết, ngoài đời Hậu Hoàng cũng là người bạn thân, thường tâm sự mọi điều trong cuộc sống, công việc với mũi trưởng Long. Dù quen biết chỉ được vài ngày nhưng nhờ hợp tính, hợp tuổi, cả hai đã nhanh chóng thành một đôi bạn thân thiết thứ thiệt. Diệu Nhi xin lỗi nếu ai nói mình đến sau nhập ngũ để làm trò. Trải qua gần 4 tháng, Cuối cùng sau nhập ngũ 2020 đã đi đến tập cuối cùng. Sau những buổi huấn luyện, rèn thể chất, tham chiến thao trường, sáu cô gái xuất sắc hoàn thành mọi thử thách của người chiến sĩ đặc công và mang đến những phút giây giải trí cho người xem. Đại diện lữ đoàn đặc công 429, binh chủng đặc công chính thức công bố kết quả số điểm của từng chiến sĩ tham gia trải nghiệm. Hạng 3 là Dương Hoàng Yến, Khánh Vân, Nam Thư, hạng nhì gồm Diệu Nhi, Hậu Hoàng, hạng nhất không ai khác chính là Hoa hậu Kỳ Duyên sáu cô gái đã chứng tỏ rằng mình đến với chương trình này không phải để làm bể bình bông di động Mà nếu cố gắng hết sức thì họ hoàn toàn có thể vượt qua mọi thử thách khó khăn của chương trình Đặc biệt là Diệu Nhi Ngay từ đầu, hình ảnh mà Diệu Nhi mang đến cho sao nhập ngũ năm 2020 là một cô gái nhỏ nhắn Mặc bộ đồ thể thao màu tím và tha lôi cả tiệm tập hóa vào doanh trại Nhiều người khi chứng kiến được khoảng cách này của Diệu Nhi thì chặt lưỡi rồi nghĩ Chắc vào đây để làm trò hề mà thôi Tuy nhiên trải qua 16 tập phát sóng Diệu Nhi không những hoàn thành tốt những thử thách mà còn đối xử tốt với các đồng đội trong những ngày sống chung. Cán đích ở vị trí thứ hai là một kết quả vô cùng xứng đáng đối với Diệu Nhi. Nữ diễn viên bày tỏ, xin lỗi nếu ai nói mình đến sau nhập ngũ để làm trò, mình đứng thứ hai sau kỳ duyên thôi ạ. À. Mũi Trưởng lông, kỳ duyên lên đầu cực ngầu khiến netizen nức nở, thân thái cứ như ngôi sao phim hành động. Ở cuối đoạn trailer tập 16 sau nhập ngũ, mũi trưởng lông cùng kỳ duyên đã đánh lẻ xuất hiện cực thần thái cả hai không còn khoác lên mình bộ quân phục thường thấy mà lên đồ đeo kiếm đen chẳng khác gì ngôi sao viên hành động sự xuất hiện đặc biệt này khiến khán giả chó ngợp dành không ít lời khen cho thần thái cực ngầu của cả hai không những thế fan chương trình cũng khá tò mò không biết cả hai sẽ nhập vai gì trong tập cuối của sao nhập ngũ Mỗi trưởng Việt Long sao nhập ngũ năm 2020 đã xác nhận ly hôn vợ được 3 năm, có con trai 4 tuổi. Cứ ngỡ sáu nữ chiến binh của sao nhập ngũ năm 2020, Kỳ Duyên, Diệu Nhi, Nam Thư, Dương Hoàng Yến, Khánh Vân và Hậu Hoàng sẽ là tâm điểm chú ý của mùa này. Nhưng hóa ra là một nhân tố đam thầm tỏa sáng từ lúc nào chẳng hay. Không ai khác, đó chính là sói ca mũi trưởng Nguyễn Việt Long của lữ đoàn đặc công 429. Trong hai tập đầu tiên, mũi trưởng Việt Long đã khiến sáu mỹ nhân lẫn khán giả đều giật thân thoát những lần anh nhíu mài, nhắc nhở hay ra lệnh chỉ huy. Khi liên quan đến công việc hay nhiệm vụ, anh chàng này cực kỳ nghiêm khắc nhưng trong sinh hoạt bình thường đồng chí mũi trưởng lại hay cười và có nụ cười tỏa nắng chẳng mấy chốc mũi trưởng việt long đã bắt đầu thu nạp được một lượng fan không hề nhỏ ở thời điểm hiện tại bên cạnh các nữ chiến binh thì mũi trưởng việt long cũng trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng vì sự chú ý quá lớn từ khán giả mà những thông tin liên quan đến đời tư cá nhân của mũi trưởng long cũng bắt đầu bị khai thác xăm soi gần nhất người hâm mộ xôn xao tin đồn anh đã có vợ và con trai mới đây trên trang fanpage chính thức của sao nhập ngũ ekip cũng lên tiếng nói về vụ việc mũi trưởng long bị soi mói đồng thời khẳng định đã tìm hiểu kỹ càng và không có chuyện truyền thông ngược đi lên từ scandal Cụ thể, ekip chia sẻ về lý do lựa chọn mỗi trưởng Long tham gia vào chương trình là bởi ở anh tốt lên một tố chất của một người chỉ huy giỏi, biết mềm mỏng đúng lúc, nghiêm nghị đúng chỗ để đưa các nữ chiến sĩ có thể sớm hòa nhập vào cuộc sống quân ngũ. Chương trình muốn hướng đến hình ảnh một người chiến sĩ đặc công trong quân ngũ, hình ảnh người bộ đội trên thao trường khi hành quân mà không phải đời tư của họ. Chính vì thế khi biết thông tin người hâm mộ quá soi mối, cả ekip cũng bất ngờ trước phản ứng quá đàm và không hay ho này lộ diện nhan sắc người vợ đã ly hôn của mũi trưởng Long. Tối ngày 17 tháng 3 vừa qua, mũi trưởng Nguyễn Việt Long đã chính thức lên tiếng chia sẻ về việc ly hôn và có một cậu con trai tới nay đã được 4 tuổi. Anh chia sẻ, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh muốn nói về vấn đề tế nhị này với truyền thông vì không muốn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của con trai mình và mọi người xung quanh. Được biết, anh lấy vợ năm 2016 đến năm 2018 ly hôn do nhiều mâu thuẫn hình thành, không thể giải quyết và cuộc sống không thể tìm được tiếng nói chung. Hiện tại, cậu con trai bé bỏng đang ở với mẹ. Dù hai vợ chồng đã hai ngã đường thì vẫn là bạn bè. Một năm mỗi trưởng Long chỉ có gặp một năm mỗi trưởng Long chỉ được gặp con một đến hai lần bởi điều kiện công việc không cho phép. Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, người hâm mộ cùng cư dân mạng vô cùng tò mò về chân dung người vợ trước và cậu con trai của anh nhanh chóng những bức ảnh cưới của mỗi trưởng long được tìm thấy ngày ấy anh chàng phát lên bộ quân phục chững chạc phong độ và bảnh bao sánh đôi cùng người vợ tương lai trong chiếc đầm cưới màu hồng trễ vai vô cùng xinh xắn khoảnh khắc cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc được nhiếp ảnh gia ghi lại một cách chân thật nhất fan còn khui được tấm hình người thương còn lên tận đơn vị để thăm chồng bên cạnh đó hình ảnh cậu con trai kháo khỉnh dễ thương mặc lên bộ quân phục cảnh sát nhân dân cũng khiến không ít người xích so dẫu không nhìn rõ được vóc dáng quân nhân của cậu bé nhiều người cho rằng được thừa hưởng hoàn toàn từ người bố của mình và mong muốn sau này cậu tiếp bước con đường của bố bảo vệ tổ quốc cũng như sự bình yên cho nhân dân